Công Ô Tô xin kính chào toàn thể quý cô bác, quý chào mừng. Chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh mua bán của em Công. Và ngày hôm nay thì em sẽ giới thiệu cho các bác đây là một chiếc Kia Rio, một cái dòng xe nhập khẩu đến từ nhà xuất của Kia. Những cái dòng Kia này thì trong thời gian gần đây các bác săn tìm rất là nhiều. Nhà em thì cứ về con nào là hết con đấy các nhé. Con Rio này là đời 2016, phiên bản số sàn, nhập khẩu nguyên chiếc, xe có nước sơn màu bạc biển 38. Và chiếc xe này thì đương nhiên rồi, một dòng sedan hai đầu rất là rộng rãi luôn. Và một dòng xe chỉ trang bị động cơ có 1.4 thôi. Rất là kinh tế nha quý cô bác các chị nhá. Rất là kinh tế luôn. Đấy ạ. Xe có trang bị đèn gầm là đèn bi cầu, đèn pha halogen siêu sáng đẹp để cho toàn thể quý cô bác quý anh chị mình. Giá của chiếc xe này bây giờ nó chỉ là hơn 300 thôi, một chút thôi các bác nhá. Là quý cô bác quý anh chị em nhà mình đã dình em nó về rồi. Đây ạ. Đấy. Màu đen máu đẹp, la răng đúc đẹp. Đầy đủ luôn cho anh em nhà mình. Được chưa? Đấy. Con này thì có trang bị một chiếc màn hình giải trí Android cỡ lớn rồi, có cam lùi đầy đủ luôn cho anh em mình rồi. Các bác nào cần tư vấn hỗ trợ, cần giải đáp thắc mắc hay cần tư vấn thêm về chiếc xe này, có thể liên hệ trực tiếp với em Công qua số điện thoại của em là 0984 883 950. Số điện thoại em đã ghi trên phần tiêu đề của bài cũng như là dưới phần comment rồi nhé quý anh chị nhá. Đấy ạ. Biển 38 rất là đẹp đây cho anh em nhà mình. Đèn hậu phía sau trong sáng đều đẹp luôn cho anh em này. La răng đúc lại 4 lốp tương đối mới đẹp đây cho các bác nhá. Các bác nhìn chưa? Đấy. Lốp rất là mới này. Lốp mít, những cái dòng lốp mà gọi là lốp chống ồn. Lốp chống ồn đây cho anh em nhá. Đấy, đây nữa này. Nội thất đây cho anh em cùng xem. Nội thất của chiếc xe này thì đã được bác chủ may lên một bộ ghế da thể thao rất là đẹp đây cho anh em rồi. Đấy. Về chỉ việc ngồi thôi, không phải thay ghế, không phải làm gì cả các nhá. Rất đẹp luôn, rất là ôm. Đấy, ghế này các bác nhìn này, rất là ôm, rất đẹp. Và chiếc này là nó là phiên bản đủ, có phím bấm vô lăng hai bên, đầy đủ luôn cho anh em nhà mình đây ạ. Đấy. Màn hình giải trí Android cỡ lớn đây rồi nha quý chị nhá. Và chiếc này có trang bị cả cam lùi luôn. Cả cam lùi luôn nhá quý anh chị nhá. Có cả cam lùi luôn cho anh em nhà mình rồi. Đấy, các bác yên tâm. Các bác yên tâm, được chưa? Đấy, tam ly tam lô bao đẹp luôn. Và có cả cam hành trình này, đây ạ. Có cả cam hành trình luôn đây nhá quý cô bác quý anh chị nhá. Tam ly tam lô thì đẹp, đây ạ. Rất là đẹp luôn, rất là cứng xe đây cho anh em nhà mình. Đấy, rất là cứng xe luôn. Đấy, đây có nhìn là bu lông ốc vít này. Những cái bu lông ốc vít của em nó này. Khá đẹp. Tem nhập khẩu còn nguyên đây nhá các nhá. Đây ạ, các nhìn này. Đấy, nhập khẩu còn nguyên tem đây cho anh em nhà mình cùng xem. Được chưa? Tiếp tục bên đây thì cho các bác cùng xem những hàng táp ly phía sau. Đây. Đấy. Nói chung là xe thì vừa về, vẫn là một chiếc xe mộc các nhá. Chưa dọn rửa vệ sinh gì nhưng mà vẫn lên sóng sớm cho anh em nhà mình để anh em nhà mình có thể thấy được rằng là bên em thì xe về liên tục, đa dạng mẫu mã xe cho anh em nhà mình. Đây nữa này. Đấy, đây các bác nhìn chưa? Đấy. Tất cả các chi tiết luôn. Được chưa? Đấy, vùng bán phẳng phiu đẹp nhé quý anh chị nhá. Lòng cốp thì đương nhiên rồi, rất là mới rồi. Đây ạ. Đấy, lốp sơ cua đầy đủ luôn cho anh em nhà mình. Đầy đủ luôn. Bên đây nữa này. Đấy, quay hết chi tiết luôn trong ngoài nội thất cho anh em nhá. Em quay xe thì thực ra nó rất là đơn giản thôi. Đấy, quay những cái chỗ mà cần thiết nhất để cho anh em nhà mình có thể tổng quát được con xe. Các nhá. Còn cũng không phải văn hoa mỹ miều, cũng không phải nói quá nhiều về xe các bác. Đằng nào các bác vẫn phải xem xe, kiểm tra trước khi nhận. Và xe thì nói chung là mua bán cả một con ô tô to đùng đoàng này, chứ nó không phải là mua mớ rau nên là cũng không thể giấu giếm các bác cái điều gì cả. Bác nhé, đây. Ốp lốp chống xước bước lên bước xuống hết rồi này. Đấy, ghế bọc da đẹp này. Màn hình cam lùi đủ luôn, bản đủ. Máy 1.4. Đấy, máy 1.4 nhá quý con chị nhá. Có cam lùi, cam hành trình đầy đủ luôn cho anh em nhà mình. Đây ạ. Em sẽ mở khoang động cơ này lên để cho các bác thấy được rằng là khoang động cơ của chiếc xe này thế nào. Đây, các bác nhìn nhé. Logo dập chìm của hãng này, được chưa? Và các chi tiết của xe trong cái khoang động cơ đây. Đấy, các bác nhé. Máy số quá chất rồi. Máy số thì yên tâm luôn, các bác yên tâm luôn về máy số luôn rồi. Nói về máy con này thì các bác cứ phải là yên tâm. Được chưa? Đây rồi. Đấy, logo dập chìm của hãng này, cabo zin này. Ốc cabo còn nguyên, chưa có nút vặn các nhá. Đây. Đấy. Động cơ trang bị 1.4 thôi. Thì một chiếc như chiếc này thì mức tiêu hao nhiên liệu của em nó sẽ loanh quanh vào tầm khoảng 6 lít trên 100 km hỗn hợp cho một chiếc Rio này nha quý chị nhá. Cảm ơn các bác đã luôn đồng hành ủng hộ em Công trong suốt thời gian vừa qua. Bác nào chưa đăng ký kênh để tiện theo dõi thì hãy vào bấm thích trang và thông báo vào trang lên để không bỏ lỡ những video mới nhất nha quý chị nhá. Và bác nào mà chưa đăng ký kênh thì hãy vào bấm thích trang, bật thông báo của trang lên ạ. Thả like, thả tim mạnh lên ủng hộ em Công thật nhiều coi nhá. Tặng em Công những cái lượt like mới ạ.
đang có những cái lượt like mới coi nhá. Cảm ơn toàn thể quý cô bác, quý anh chị em mình cũng đã luôn đồng hành và ủng hộ em Công. Hẹn gặp lại quý anh chị em nhà mình vào những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.